Hay quá, có mách thu hoạch channel start sự nghe được không? Ở cái này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả là 20 túi tiền. Rồi ok, và mình sẽ chuyển sang tựa game thứ hai, Horror Cloud, Chapter 1. Thank you.
Rồi ok, và các bạn sẽ nhận được một chiếc chìa khóa mở cửa thư viện. Và subscribe để ủng hộ cho mình nhá. Ông ta đang lên đây hay sao? Ông ta đi xuyên được đây. Dĩ nhiên rồi, bởi vì đây là nhà của ông ta. Ok, và mình sẽ chuyển sang đến game thứ 3, Granny Chapter 2. Ở tựa game này thì có 3 cách trốn. Cách thứ nhất đó là các bạn có thể trốn bằng con thuyền. Cách thứ hai, các bạn có thể trốn bằng cánh cửa chính của ngôi nhà này. Và cách thứ ba đó là các bạn có thể trốn bằng chiếc máy bay ở trên tầng 3. Khi các bạn nhìn thấy những món đồ gì đó rất nhiều cho cách trốn nào, phù hợp với cách trốn nào, thì các bạn có thể
sẽ tìm những món đồ đó để trốn thoát theo cái cách trốn mà các bạn vào từ lúc một. Và đây có thể là mình sẽ trốn bằng cánh cửa chính. Trong này sẽ có một khẩu súng điện. Ok. Oh my god, rồi rồi. Không biết khẩu súng điện đâu rồi. Đây rồi. Hàng bà đã bất tỉnh nhân sự. Và tiếp tục mình sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang được game thứ tư, Roblox. Ở đây có rất nhiều trò chơi khác nhau và rất là vui và hay. Bây giờ thì mình sẽ vào trò đang hiện tại đang rất hot, Rainbow Friend. Ok.
Bây giờ thì mình sẽ lên trên xe. Vẫn chưa nhận lên xe đâu. Ok. Going on the free trips. Đang load game rồi. Skips. Waiting on other play. 11:12 rồi. Tựa game này thì nó load hơi lâu một chút, cho nên các bạn phải đợi một chút nhá. Mũi tên đã đi hướng bên trái, chuyển sang bên phải rồi. Cục diện đã thay đổi, khi nếu đi bên trái thì không bị gì, nhưng khi đi bên phải thì các bạn sẽ gặp một cản trở. Và sau đó thì các bạn sẽ bị một con quái vật le theo đuổi. Welcome. I need your help. My blood feel also. Ở đây khi gặp con quái vật, các bạn sẽ chạy nhanh đến một đoạn, sau đó thì các bạn sẽ dùng một chiếc hộp để các bạn trốn đi. Đi thôi. Quái vật sắp xuất hiện rồi. Anh chàng này thì vẫn đang trốn ở đây. Chuẩn bị xuất hiện. Chân của quái vật vẫn chưa thấy đâu.
Mấy anh chàng này khiếp, đầm ra đã chưa chi đã trốn vào trong cái chiếc thùng rồi. Các bạn phải tìm đủ những chữ số như thế này để lắp vào đây. Sắp đầy rồi, tiếp tục đi tìm kiếm tiếp. No escape. Gì trong này? Ông ta đang đi kiểm tra các bạn ơi. Vẫn có người trong này. Thế với ta. Đó, và chỉ còn một thùng nữa thôi là các bạn sẽ hoàn thành được. Tôi gây ra. Để xuống đây. Đã thành công. Ok, và mình sẽ chuyển sang từ game thứ 5, Slenderia The School. Như là 8 con ốc để các bạn khi vặn 8 con ốc này vào thì nguồn điện sẽ hoạt động.
khi các bạn vặn táo bắt lốc này vào trên cái ở dưới tầng 1 thì lúc đó thì cánh cửa trên tầng 3 sẽ có điện và lúc đó thì sẽ hoạt động và các bạn sẽ làm việc. Ok, và mình sẽ chuyển sang tập thứ 6, Grandi Chapter 1.
Ở đây các bạn sẽ dùng chiếc lò này bắn rơi cái này xuống. Ở đây thì sẽ có một chiếc tô vít. Rồi, và mình sẽ mở bằng chiếc tô vít này, xem cho nó có gì không. Bật lên hộp cây. Một hộp thức ăn dành cho chim. Mình phải lên lấy chiếc kim lại bởi vì còn một đường dây nữa và chưa cắt. Khi các bạn chưa cắt hết thì các bạn không thể nào mở cửa được. Và đây là một trong những tựa game khá hay và hot trong những năm vừa qua.
Có rất nhiều bạn trẻ yêu thích tựa game này. Let's go. Wow, không biết chìa khóa màu đỏ ở đâu rồi. Mình có rơi ra đây không? Lấy món đồ này không thấy đâu. Mình cầm chiếc chìa khóa màu đỏ, nhưng mà không biết nó rơi thì nó lại nằm ở đâu. Có thể giấu kín trong này. Nhìn trên cao xuống xem. Hoặc là tựa game này đang bị lỗi cho nên nó bị ẩn ở trong này. Không thấy luôn. Oh my god. Hay lẽ nào rơi xuống đây? Không thể nào rơi xuống đây được. Chắc chắn có vấn đề. Chiếc đèn này có thể là bị rơi xuống đây rồi. Ở đây rồi. Ok, và mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 7. Một tựa game mà các bạn phải kiên nhẫn, kiên trì, không được giật mình bất cứ thế lực nào khi các bạn đi đâu. Rồi, các bạn sẽ đi điểm vàng kia. Đi thôi. Các bạn không nên giật mình bất cứ một thế lực nào. Đây, các bạn sẽ phải đi lấy chiếc chìa khóa với mở cánh cửa đó ra. Thank you.
cứ bình tĩnh thôi. Và tiếp tục các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới game cuối cùng. And let's not much. Hiện tại mình đã có khẩu súng, nhưng khẩu súng này thì hết đạn rồi. Sẽ phải đi hết sức cẩn thận, tìm kiếm tất cả những món đồ. Bóng đạn. Sẽ ra ngoài. Ở đây thì các bạn sẽ dùng khẩu súng này phá vỡ lưới xích ở đây. Xong nhặt cái món đồ này vào. Và tiếp tục các bạn sẽ tiến sâu bên trong. Đây là một nơi căn cứ mà có một ông bác sĩ. Ông ta chế tạo một loại thuốc làm biến thành zombie. Sau đó thì zombie sẽ lây sang những con người. Và các bạn sẽ phải tiêu diệt trong khu này. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.